What have I done? You understand everything I said? Where from? I don't know. Where are you from? Philippines. I don't know. You what? Ở Việt Nam. Bây giờ ở đâu? Cô ở Arizona. Arizona, tốt lắm, chỗ đó tốt lắm, nóng giống Việt Nam. Khỏi nhớ nhà. 15 năm nay con chưa gặp tôi. Sao mà lâu dữ vậy? Đi ở đâu mà lâu, 15 năm mới tới gặp tôi. Tôi bây giờ khóc cho 15 năm đó hả? Sư phụ đã cứu sống con, nó ba là chết. Ok. Cảm ơn sư phụ. Không có gì, không có gì. Sống lại là được. Cảm ơn sư phụ. Con sư phụ đang phụ hành sư phụ. Anh không, biết rồi, giỏi. Ta cứ cảm ơn sư phụ, chiêu tha là mình sang sư. Cứ chạy khu nữa. Sang sư mà, bởi vì khu y sư phụ cầu. Yên à. Con muốn nói một nói một thể nghiệm cho nói. Ok, nói đây đâu có gì đâu mà nói đâu. Năm 1998 thì con đi máy bay từ thành phố Manila về Bangalore, con bị accident Philippine Airlines. Lúc đó con có 29 tuổi. Con máy bay nó xuống thị trường á, không rồi máy bay nó bị accident. Lúc đó con không biết làm sao hết á. Sao phố ai thử nó là cứu sống con, cho nên mình chết sống vậy sao? Tự nhiên nghe, chiếc máy bay nó ngừng lại. Ngừng lại à? Dạ. Sau đó thì sao phố có biết không? Con, cái chuyện này là đồng tô ở Philippines ai cũng biết hết à, dạ. Mà tôi chưa biết. Dạ, tôi chưa biết. Náo động cả. Náo động hết. CNN luôn dạ. Tin tới CNN cũng dạ. Nói gì vậy? Dạ. Sau đó thì cái máy bay cái tự nhiên cái nó ngừng lại. Xong cái lúc đó con mua đồ chơi, con đi tại con có buôn bán từ Mai Lai về thành phố và con lướt hàng sáng đi buôn bán á. Xong con mua đồ chơi nhiều con bỏ trong cái bẩn á. Xong cái tự nhiên con kêu sư phụ ơi cứu con, chẳng lẽ con chết sớm thì sao? Con kêu sư phụ trước thì thượng đế sao? Rồi sau đó cái chiếc máy bay nó ngừng lại, con bỏ con chạy, tự nhiên con ngồi sát cái cánh máy bay á. Cái tự nhiên cái cửa bung ra nào không hay không? Xong rồi con với một số người, một hai người Philippines thôi, cái chạy ra khỏi cánh máy bay. Cái con cái đầu óc nó còn suối, còn ra vô thấy đồ chay ra lại. Xong rồi sư phụ la con, xong rồi nói chết tới nơi mà còn quay về lại lấy đồ ăn thôi. Cái xong con bính quá, xong rồi sư phụ nói đúng á, con bính quá cái từ cánh máy bay á, con nhảy xuống luôn. Con nhảy xuống luôn, cái con xỉu hồi nào cũng hay. Hai đầu gối con lúc đó con mày lên về cao, con nhảy xuống cái tự nhiên giống như một giấc mơ vậy. Sư phụ cho con như là mơ, sư phụ cứu con thì con mở mắt ra lại tiên. Thì lúc đó con thấy mấy người lái xe á, họ chạy đang lái xe, họ chạy nó rắp lên relax, họ chở họ dìu con vô cái nhà hàng. Con mơ đâu nào cũng giống như con đang sư phụ đang cứu con vậy. Con tỉnh lại thì con nhìn chiếc máy bay á, con nhìn ra chiếc bay, ô con không tưởng tượng là con là cái người mà phát sinh giờ từ chiếc máy bay ra. Tại vì sư phụ biết sao nó ghê gớm lắm, tại vì cái đầu nó bị mà cái cột điện đây này, sư phụ đứng đây mà chiếc máy bay nó ngừng ngay đây này, nó băng ba cái con suối luôn. Nếu mà cái chiếc máy bay nó rớt xuống con suối là chết hết luôn. Nhưng mà cái hành khách thì không chết, mà cái ba người trong nhà thì kẹt. Sư phụ cứu con, cứu mấy người cả hành lót đó, hả? Mấy người lót không có chết. Trong nhà là ấy. Máy bay nó ủi lên nhà. Mấy người trong nhà thì chết, mà dạ. Máy bay người không chết. Dạ, wow. Chết ba người, còn hành khách thì không có chết, mà tại vì bị thương nhau thôi. Đăng kéo nhờ đạp nhau để mà chạy ra khỏi chiếc máy bay á. Nhưng mà con hơn là con một trong hai. Đi trước, chạy ra trước đạp. Nên con bị thương tích nhiều, chỉ bị cày trụ cái đấy thôi. Rồi ông xã con vẫn đứng chờ con mà phi trưởng chứng kiến luôn. Rồi sau người ta đưa con đi cấp cứu vào bệnh viện đó, dạ. Đó cho nên cũng không có sư phụ, mà nhiều còn hai lần nữa là một lần thứ hai nữa là okay. là lúc đó năm 2000 sư phụ ở Philippines thuyết pháp rồi, xong rồi cô mời mới đưa đồng tu cùng nhau đi qua Philippines, đi xuống bãi biển Boracay á, ngồi thiền mấy ngày mấy đêm nữa. Mà không biết làm sao trên chuyến đi á, thì em có cái cô này là liên lạc viên nè cô, là mời sư phụ. Lúc đó ông xã cô, ông cũng tu hành, thì sư phụ mà ông bị rớt rồi. Cho nên vấn đề tu hành con cũng có nhiều cái khó khăn á, nó chướng ngại cho đời sống của con. Con cũng biết làm sao nữa, tới chừng đi
đi thiền cho tới ngày thứ 4, ngày thứ 3 ha chị Nga. Ngày thứ 3, ngày thứ 4 á, chuẩn bị về thì con bị mấy bạn đồng tu á, cũng như là con có chịu xuống tắm không? Ừ. Nhưng mà bạn xuống, kéo xuống. Con kéo xuống. À. Cái nghiệp chứng của con nó dễ xong cái chơi mướn xe jet ski chạy rồi cũng như buổi chiều thả thuyền xong mỗi sư phụ cũng như là đi xả stress á. Thì rồi lái kia con thì chở hai người đồng tu, còn cô kia ở Việt Nam mới qua mà sư không có cho. Ai dịch được không? Không có cho cái cô đó lái, tại cô đó cô không có lái yếu lắm. Ừ. Mà cô lái sao cứ con chạy xuống cô kẹo lên chứ cô hít con hai cái bung lên như nè, hai người bung lên luôn, dạ, hai cái xe bung, dạ, xong rồi phải bị cấp cứu, con phải bị nó, không có sư phụ là con cũng chết, người ta thấy giống như là đóng phim rồi. Từ khi con qua Mỹ nó đi bộ, khi con đi làm về, bữa đó con đang đi về 7 giờ tối, con mở mắt sư phụ luôn xíu, thì ông ngồi đi nó chừng xíu con nó bị bế bánh, không á, con sợ quá mà sư phụ biết rồi, phi quay ở trường Mỹ nó rất là nguy hiểm, nếu mà mình dừng lại nó không là có bị tốt. Đúng. Thì okay. Con minh quá, con gọi ông xã thôn làm sao xin bị bế bánh anh lên ấy em, anh nói thôi em quay cái chỗ nào nó xin trong không có cũng em mua vô anh chạy lên liền, mà lúc đó anh chuẩn bị đi làm nữa. Xong cái con biết nó, con chưa biết ra sao mua, thì một chiếc xe ở dưới nó không biết nó chạy lên nó đụng nó hít con rồi nó hít con ra được chiếc khác kìa, nó lên nó không thấy nó hít con vô nó văng gì nè vậy. Mà sư phụ biết không, con lúc đó con nói ơi sư phụ cứu con, mà mấy con bữa ăn sư phụ. Xong rồi sư phụ xong rồi cái mẹ gì đi đâu cũng đụng chỗ này chỗ kia chết hoài vậy, con biết gì chứ, con nặng lắm nên là không có sư phụ là ngồi quá lâu được nào. Xong rồi bà thấy con ở trong chiếc xe nó quay nè, xong cái đầu nó quay ra ngoài đường á, xong khi mấy người lái xe xô chạy tới họ bấm họ không người cũng bấm được, cái họ kéo con ra. Người ta nói trời ơi chiếc xe này mà không có trời cứu là chắc xong không sống nổi. Mà may sư phụ biết không, chiếc xe á nó hít ra ngoài sao nát ra ngoài sao, mà ở đầu thì nó không sao, con ngồi đằng trước á sư phụ. À, nên cũng nếu mà hít cái đầu là chết luôn. Dạ, mà chiếc xe ngoài tít nó nát bấy luôn á sư phụ ơi. Cho nên cái niềm ao ước này con ước ao con gặp sư phụ để con chia sẻ cho đồng tu. Con muốn nói cái tỉa nghiệm này của con đó cho đồng tu biết là tại vì trong đời sống của con á, mặc dù hai mấy năm qua con xin sư phụ con không có tu hành giỏi, nhưng mà sư phụ vẫn chăm sóc lo lắng cho con. Nhưng bữa nay ông xã con không tu hành thì sư phụ trở lại cũng rất là mừng. Và con trai của con thì nó ăn chay trong bụng ăn ra luôn. Cho nên bữa nay con được cơ hội con đi tới gặp sư phụ, cho nên con cảm thấy rất là hạnh phúc với sư phụ. Không biết sao mình thấy sư phụ là con không à. Ok. Con xin cảm ơn sư phụ. Không có gì, tu hành tốt rồi. Ông xã ở đây không? Dạ, anh ở nhà anh vậy. Ở nhà vậy con. Mai mốt rảnh thì đổi nhau đi. Dạ, con gửi lời thăm nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn mọi người nha. Ok. Good rồi, còn sống thì còn được tu hành. Sống thì đáng tu hành. Cảm ơn sư phụ, không có được ngày hôm nay. Thì phải đáng tu để vì sao không có gặp như vậy nữa. Anh sẽ sử dụng sư phụ, chẳng sẽ tha là 灾祸的事情就这样子好几次很严重结果没什么车子都后面都破烂了玻璃到处大门怎么样就说念我根本就不啊我已经很好了我已经很好了哎哥现在让他们去过哎呀很晚还靠住你们来呀 Dạ, con cũng khó khăn lắm nhưng mà con cố gắng. Ok, bây giờ ông xã về rồi thì dạ, dễ hơn. Dạ, tu hành được mấy năm nay lại dễ hơn rồi. Dạ. Ok, thì mình cứ ráng tu thì cái gì nó cũng chuyện ha. Dạ. Thôi, sư phụ cũng không biết nói gì. Dạ, sư phụ. Con muốn chia sẻ cho đồng tu biết là dạ. Trên đời này mà nếu không có sư phụ là thế giới của mình chỉ là đen tối là. May họ mở ra cho mọi người dịch lại cho mọi người nghe. Ok. Sư phụ thấy không biết có bao giờ mà máy bay mà còn sống bao giờ khi mà bị accident. Bây giờ bây giờ mấy bị đồng tu không tin, mấy bị đồng tu sập lên là Mark 22 ba con nước Philippines Airlines accident là phía bị xí xô ra, xí thấy chiếc máy bay nó bị accident như thế nào, bị xí thấy là cho nên cái niềm đây là cái niềm vui của con mà được sư phụ cứu á, con để trong lòng ôm ấp biết bao nhiêu năm tháng rồi, con mong ước một ngày con được gặp sư phụ
Nhưng mà con mới qua Mỹ định cư cho nên hồ hiểu vấn đề giấy tờ của con chưa có được đó, cho nên bữa nay con mới được đây cho nên con mừng sư phụ. Vậy tốt lắm rồi. Tốt sư phụ mừng cho. Sư mừng. Nói không hết chuyện nha, để chị hai đi một lát rồi tính ra không nha. Cảm ơn sư phụ nha.